Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 19. Mở đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 19 ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi như thế này: Bạch Thầy, con thường xuyên mở máy niệm Phật cho dễ ngủ. Trong lúc con ngủ mê, máy vẫn niệm Phật đều cho tới sáng con mới tắt. Như vậy, con có bị mang tội lỗi không? Kính mong Thầy giải đáp cho con hiểu. A Di Đà Phật. Cái này thì nếu mà chúng ta ai mà đã đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà thì chúng ta thấy là gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chim hót, nước chảy, lá cây rung, vân vân đều phát ra những tiếng gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và thường ngày đêm như thế, không không có lúc nào gián đoạn. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở đấy là cái phương tiện mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật muốn cho tiếng Pháp truyền cảm khắp nơi và truyền cảm mãi mãi, cho nên là khiến cho tâm của các vị thiện nhân, thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không lúc nào bị sao nhãng, không lúc nào bị thoái chuyển. Vì vậy mà nếu y cứ vào hai bộ kinh đó mà giảng, mà hiểu, mà đem vào áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta, thì cái tiếng đài niệm Phật của chúng ta bây giờ, hay là cái tiếng đài tụng kinh hay trì chú chúng ta bây giờ, đấy chính là một phương tiện. Thời Đức Phật còn tại thế thì khoa học, công nghệ khoa học chưa phát triển như bây giờ, cho nên thời đó thì chắc chắn là không có thể ghi cái tiếng niệm Phật hay là tiếng giảng pháp của mình để vào băng đĩa giảng hay vào CD hay vào thẻ nhớ để nghe như bây giờ, chắc chắn không rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy cái để mà tận dụng cái sự phát triển của khoa học công nghệ, chúng ta có thể đem áp dụng trợ duyên vào cái việc tu tập của chúng ta, đó là nghe giảng trực tuyến hay là nghe giảng qua CD, VCD và thậm chí là nghe giảng qua MP3, mà bây giờ rất tiện là chúng ta nghe giảng qua cái đài rất nhỏ thôi, hoặc là cái máy điện thoại chúng ta gì có thể nhớ vào cho chúng ta nghe giảng được và nghe tiếng niệm Phật được. Và Phật tử này hỏi là ngã mở máy niệm Phật như vậy khi ngủ quên mới đi đến sáng hôm sau dậy mới tắt, như vậy thì có lỗi hay không? Thì theo quan điểm của thầy không có lỗi, mà chỉ là trợ duyên cho chúng ta thì có cái giấc ngủ nó ngon hơn mà thôi. Vì sao mà tôi lại nói như vậy? Vì tôi cũng thường xuyên nghe giảng và mở đĩa niệm Phật trong phòng, khi ngủ cũng vậy, và tôi cứ mở đĩa niệm Phật hoặc nghe giảng như vậy, tôi thì nghe cho đến tôi luôn ngủ quên đi, ngủ thiếp đi, và đến sáng 3 rưỡi 4 giờ tỉnh dậy một cái thì lại nghe tiếng giảng hoặc nghe tiếng niệm Phật rồi. Và như vậy là chúng ta luôn luôn được tỉnh thức, luôn luôn được nhớ Phật, luôn luôn được nghe Pháp, trừ khi chúng ta ngủ ở một cái trạng thái gọi là vô ký. Lúc chúng ta ngủ ở cái trạng thái là vô ký, không hay, không nghe, không biết, không ghi nhớ,
Chứ còn khi mà chúng ta tỉnh rồi một cái, tỉnh một cái là gì? Liền có phương tiện trợ duyên để nghe pháp và niệm Phật. Đây là một cái biện pháp rất là tốt để cho cái người mới học đạo chúng ta, nhờ cái ngoại cảnh bên ngoài, nhờ cái nhân duyên bên ngoài, có thể giúp cho cái tâm của chúng ta được an và trí của chúng ta gì được khai mở. Niệm Phật chỉ là giúp cho tâm an, sinh trưởng công đức, và tâm chúng ta an thì đương nhiên công đức sẽ sinh trưởng và tội diệt. Cho nên hoặc là nghe pháp, nếu mà chúng ta nghe pháp thì đương nhiên chúng ta tăng trưởng trí tuệ, mà tăng trưởng trí tuệ thì đương nhiên là chúng ta sẽ biết đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là thiên, đâu là viên, để chúng ta theo. Chính thì chúng ta theo, tà thì chúng ta bỏ, chân thì chúng ta gì làm, mà ngụy thì chúng ta gì chúng ta tránh, thiên thì chúng ta gì chúng ta lánh, mà viên thì chúng ta gì? Hãy nhất tâm để mà cố mà làm, thực hành để mà đạt được đó. Nên đấy là chính là cái phương pháp nghe pháp để mở mang trí tuệ, tăng sự hiểu biết của mình với giáo lý của Đức Phật thì tu nó mới đúng pháp. Không có bây giờ, xin thưa các quý vị, nhiều tăng ni Phật tử do không hiểu chính pháp của Đức Phật một cách chân chính, cho nên đã đi rất nhiều người sai đường. Thậm chí là người xuất gia rồi đó, tu bạc cả tóc rồi nhưng mà vẫn tu sai đường. Đó là sao? Vì không có cái nền giáo lý căn bản, không hiểu được giáo lý của Đức Phật một cách gì như thật, cho nên đi vào con đường tà, càng tu lại càng đi vào con đường tà. Ở trong đạo Phật, Đức Phật nói thì cái hạng người như thế càng tu thì càng đi đường tà. Họ cho là họ kinh Phật gọi là chưa chứng, tự cho mình đã chứng, lạc đường tà là chưa đó, bị ma, bị lạc vào lưới ma nhưng mà không biết mình đang lạc vào lưới ma. Ví dụ như nói, ví dụ như là ham đắm thần thông chẳng hạn. Trong kinh Đức Phật nói mà những Phật tử hay là tăng ni xuất gia, Phật tử tại gia tu tập mà lúc nào cũng mong cầu thần thông, lúc nào nghĩ đến thần thông mà mong cầu thần thông, mong cầu những điều là huyễn hoặc, thì đó Đức Phật nói rằng những kẻ như thế tức là những kẻ đang đi lạc vào đường tà. Cho dù cạo tóc mặc cả sa trên thân mình, hình tướng giống như đệ tử của Phật đó, nhưng mà thực tế Đức Phật nói đấy là gì? Đấy là đệ tử của ma. Đó, cho nên cái việc mà nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, xăm học giáo lý của Đức Phật để đem áp dụng vào cuộc sống tu tập hàng ngày là rất quan trọng. Không có chúng ta sẽ đi lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết, cứ nghĩ rằng mình đang là đệ tử Phật, mình đang là người hành pháp, mình đang là người gì truyền bá giáo lý của Đức Phật. Nhưng thực tế Đức Phật nói đó chính là con của gì, của thiên ma ba tuần đấy, là đệ tử của ma đấy, là quyến thuộc của ma đó. Cho nên các quý vị thấy rằng trong phim Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân, cụ ấy viết là có những cái đoạn mà thầy trò Đường Tăng đi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh, có những cái đoạn mà chúng ta thấy mà thầy trò đi qua những cái ngôi chùa, mà cái ngôi chùa đó thì toàn là yêu quái ở. Nhưng mà khi mà thầy trò Đường Tăng vào thì yêu quái thì biến thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán, thành Thánh Tăng ngự đầy ở trong đó. Tượng thì là tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán, tượng Thánh Tăng. Nhưng mà đấy là toàn yêu quái biến hóa ra. Vì sao là tác giả lại, Ngô Thừa Ân lại viết như vậy? Nếu chúng ta xét về sâu sắc về bản chất của Phật giáo Trung Quốc ở cái thời bấy giờ, tức là thời mà tác giả Ngô Thừa Ân sinh sống đó, thì chúng ta thấy nhiều những ngôi chùa ở Trung Quốc lúc bấy giờ có những vị tăng ni tu tập là sai với chính pháp, ham đắm ngũ dục lục trần, không lấy giới luật làm thầy, cho nên đi sai đường lạc lối. Nhưng mà gì, họ vẫn sống trong một cái đời sống gì, đời sống xuất gia, tu sĩ xuất gia như vậy,
cụ thể là gì? Sau này là được cụ thể rất rõ trong cái quyển sách Hư Vân Tự Truyện của ngài Thiền sư Hư Vân, là một vị đại thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ thứ 19. Ngài là chính là thầy của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Đã khi mà ngài trong quyển sách Hư Vân Tự Truyện của ngài Hư Vân có nói rằng cái núi gọi là cái núi Kê Túc, cái nơi thánh địa của tôn giả Đại Ma Ca Diếp, là vị đại đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời cũng là vị tổ sư đầu tiên được Đức Phật truyền tâm ấn cho qua trên Pháp hội Linh Sơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cành hoa sen lên, tất cả đại chúng không ai hiểu ý Phật, duy chỉ có tôn giả Đại Ma Ca Diếp là chúm chím mỉm cười. Và Đức Phật nói rằng ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, truyền riêng ngoại giáo, nay gì, nay trao cho, nay truyền cho gì, Đại Ma Ca Diếp. Và sau này khi Đức Phật nhập niết bàn thì Đại Ma Ca Diếp chính là sơ tổ của Thiền Tông, cũng như là của tất cả gì, các đệ tử xuất gia của Đức Phật thì đều tôn sùng tôn giả Đại Ma Ca Diếp là sơ tổ. Và sau này thì đến tổ thứ hai là tôn giả A Nan, truyền đến tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ đó, dòng chính truyền tâm ấn từ gì, Phật truyền cho tổ, tổ tổ truyền cho nhau, đến tổ thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Đó, và sau này Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo, truyền cho 5 vị tổ nữa, thì cộng với ngài Bồ Đề Đạt Ma gì là 5 với tổ, 5 vị tổ Trung Hoa nữa là 6, đến tổ thứ 6 gì là Lục Tổ Huệ Năng. Và chúng ta biết cả hai đạo tràng, một đạo tràng núi Kê Túc của tôn giả Ma Ha Ca Diếp, và một cái đạo tràng nổi tiếng đó là chùa Nam Hoa, Nam Hoa Tự, tức là chùa Nam Hoa, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng trụ trì và Hoằng Dương Chính Pháp. Thì đến thế kỷ thứ 19, khi đó cả hai đạo tràng đó đều là những nơi, những nơi mà những vị ác tăng trông nom trụ trì chia nhau cai quản, kiếm tiền hương hỏa của chùa để sinh sống qua ngày. Và đại sư Hư Vân phải rất vất vả mới dẹp được cái bọn ác tăng đó, đuổi được nó ra khỏi cái ngôi chùa của hai cái nơi Đại Giả Lam, một là của tổ Ma Ca Diếp là núi Kê Túc, hai là nơi chùa Nam Hoa, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng Hoằng Dương Phật Pháp, một cái nơi, nơi cái chùa chính của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên chúng ta thấy đấy, đấy chính là gì, đấy chính là cái tinh thần mà chúng ta thấy có ở trong gì? Tác giả Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, có ở trong câu chuyện Tây Du Ký mà tác giả Ngô Thừa Ân ông đã viết trước đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là do không hiểu được giáo lý của Đức Phật một cách gì như thật thì tăng ni Phật tử sẽ rất dễ đi lầm đường lạc lối. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy chúng ta rất khó để đi gặp những bậc minh sư, vì có thể cả đất nước có thể chỉ một được một vài vị đó, thời nào cũng vậy, trừ những cái thời chính pháp Đức Phật còn tại thế thì đi đâu cũng có minh sư, vì toàn là các vị thánh tăng, đại đa số các vị gì xuất gia đã chứng thánh quả La Hán, ít nhất cũng chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Cho nên các bậc thánh tăng thì mình có thể nói một câu dân dã một chút là để nhan nhản, đi đâu cũng gặp, đến xứ nào cũng có. Nhưng sang thời tượng pháp, sang thời tượng pháp thì người xuất gia thì nhiều, nhưng mà người chứng đắc thánh quả dần dần ít đi, vẫn có nhưng ít đi. Nhưng thời mạt pháp này, người chứng đắc thánh quả thì rất ít, rất rất ít.
thông tỏ giáo lý của Đức Phật thôi đã thì đã khó rồi. Cho nên chúng ta mới thấy các tổ ngày xưa vì biết lường trước được cái thời mạt pháp, người chứng đắc thánh quả một đời là rất ít. Cho nên các tổ mới dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Thậm chí là lời này là Phật đã dạy ở trong kinh từ khi ngài còn tại thế chuẩn bị nhập niết bàn. Y pháp bất y nhân, tức là ở với cái thời mạt pháp này kiếm được một vị tăng xuất gia tu hành đắc đạo, có cả trí tuệ đạo hạnh và đắc đạo giải thoát giác ngộ, kiếm được một vị như vậy khó lắm, rất khó. Cho nên ấy, Phật mới dạy chúng ta gì? Y pháp bất y nhân, tức là chúng ta gì, nếu cảm thấy họ có pháp để học thì chúng ta nương theo chúng ta gì, học pháp. Cảm thấy vị thầy nào gì có giới hạnh thì chúng ta gần gũi, chúng ta gì học tập theo giới hạnh của vị đó, đức hạnh của vị đó. Vị nào mà có gì có pháp học thì chúng ta đến chúng ta cầu học pháp với ngài. Và thậm chí bây giờ chúng ta thấy nếu mà chúng ta không có điều kiện đi tới để đỉnh lễ để thân thừa để học đạo, có rất nhiều cách. Mà một cái cách gì nhanh nhất đó là gì, chúng ta vào mạng, vào Google, chúng ta search Google lên mạng một tí là chúng ta có thể tra được những cái vị tên tuổi và lịch sử, cũng như là những lời bài giảng, những bài giảng hoặc là những cuốn sách của vị đó thì viết ra những cái tâm huyết của mình trong cả suốt quá trình học đạo, hành đạo và tu đạo. Đó, cho nên khi chúng ta dùng biết dùng cái phương tiện khéo léo, đó là đài, điện thoại, tivi, máy tính vân vân chẳng hạn, để chúng ta xem, nghe băng đĩa giảng và những câu thần chú, những lời niệm Phật, tất cả những cái này là phương tiện rất tốt cho chúng ta. Cho nên với câu hỏi này thì theo quan điểm của tôi thì tôi tán thành với cái việc Phật tử mở băng giảng hay mở đài niệm Phật trước, trong và sau khi ngủ, 24/24 thì mở được thì càng tốt. Tức là sao? Tâm của chúng ta bây giờ thì thường là động loạn nhiều hơn là gì? Là sự an tĩnh. Cho nên là nếu mà chúng ta biết vận dụng cái phương tiện này vào cuộc sống thì nó giúp cho chúng ta cũng rất tốt, để chúng ta gần với cái sự an tĩnh hơn là cái sự động loạn. Cho nên đây thì với quan điểm của tôi thì tôi cho rằng như vậy là tốt, không có tội mà lại còn gì? Còn rất tốt. Vì khi Phật tử tỉnh dậy một cái là nghe thấy tiếng niệm Phật rồi. Còn hơn là gì? Là mình để cho tâm mình vọng tưởng, bời bời, lo hết cái này để nghĩ đến cái khác, suy hết cái này đến tính cái khác, để lường cái kia, lượng cái nọ, vân vân. Thay vào đó thì mình nghe niệm Phật và mình chú tâm mình niệm Phật thầm ở trong tâm mình theo, hoặc là máy môi niệm theo, hoặc là gì? Hoặc lớn tiếng niệm theo, hoặc nhỏ tiếng niệm theo, tốt hơn. Đó thì về câu hỏi số 1 này thì thầy xin trả lời, đây là quan điểm của thầy. Nếu Phật tử này mà cảm thấy là chưa được hài lòng thì có thể đi tìm các bậc tôn túc thạc đức khác để hỏi, và các thầy có thể cho kiến giải khác. Mà vị đấy thế hoan hỷ thì theo, mà không hoan hỷ thì lời giảng của chúng tôi thì thôi, thì đây là cái ý kiến riêng của chúng tôi, chứ không dám nói là đây là ý kiến chung. Tất cả tăng ni trên thế giới đều giảng như thế, mà đây là tôi nói ý kiến riêng của tôi, vì chúng tôi thấy đem áp dụng thế có lợi lạc, có sự chú tâm và có sự nhiếp tâm. Và dẫn dụ ở trong kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy là Đức Phật A-di-đà muốn cho chúng sinh, muốn cho các bậc thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không bị thoái chuyển, thì gió rung lá cây, hoa quả kết nối, hoa quả gì chạm vào nhau khi mà gió rung nhẹ cũng đều phát ra tiếng gì, tiếng âm thanh vi diệu, như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, như là gì, như là sáu pháp ba la mật và các bài pháp thoại vân vân, tùy theo ý ai muốn nghe pháp gì thì liền nghe pháp đó, tiếng nước chảy, tiếng chim hót vân vân, đều là phương tiện thuyết pháp cả đó. Thế cho nên đây thì qua cái đó thì chúng tôi mới đúc kết lại, mới đem áp dụng thì thấy rất là tốt. Mà đặc biệt trong khoảng 2 năm trở lại đây, hơn 2 năm trở lại đây, mà đặc biệt khoảng 2 năm nay, khi mà chúng tôi
đem ghi hình và ghi tiếng các bài giảng của chúng tôi trong vòng 2-3 năm trở lại đây, đặc biệt là khoảng 2 năm, hơn 2 năm một chút, giảng kinh Địa Tạng, đem ghi lại và đăng lên trên cái trang web của nhà chùa. Và từ đó có rất nhiều các Phật tử ở khắp các nơi, không chỉ trong đất nước Việt Nam mà khá nhiều Phật tử ở nước ngoài, những kiều bào chúng ta ở nước ngoài, và những Phật tử ở nước ngoài họ biết tiếng Việt, họ nghe giảng kinh Địa Tạng và những cái bài pháp thoại ngắn mà chúng tôi giảng, họ hiểu được, và họ người thì gửi thư về, người thì gọi điện về phòng thông tin của nhà chùa, họ rất là hoan hỉ khi họ được nghe pháp. Nếu mà chúng tôi không làm cái điều đó thì chắc chắn rằng tất cả những cái người ở xa như vậy, họ không biết chùa Khai Nguyên ở đâu, mà không biết là chúng tôi là ai cả. Cho nên đấy là phương tiện chúng ta biết vận dụng, biết tranh thủ những cái phương tiện khéo léo, những cái khoa học công nghệ đó để đem vào phục vụ cho vấn đề hoằng pháp lợi sinh, thì nó cũng đem lại lợi ích là rất tốt. Ngược lại, nếu chúng ta không biết sử dụng nó thì nó đem lại cái xấu gì, rất xấu. Cho nên ở đây thì chúng tôi có với câu hỏi số 1 có lời khuyên như vậy. Xin được chuyển sang.